Vâng, xin chào anh em. Hôm nay tối nay chủ nhật, vâng, chúng ta lại có buổi live stream chia sẻ về nghề môi giới bất động sản. Hôm nay chủ đề của anh em mình là nghề làm thế nào để tránh luồn co cắt cầu, đúng không? Tránh cắt phí, bớt phí môi giới. Thì hôm trước thì có hứa với anh chị em rồi, tôi có buổi live stream chia sẻ về cái chủ đề làm nào để phòng tránh cắt phí, bớt phí, đúng không ạ? Vâng, anh chị em nào đang xem thì vui lòng comment. Xin chào nhau một cái nhờ, xin chào Ma Phong Ba nhá. Rồi hôm nay là có hiện lên tin nhắn rồi, hôm trước là không hiện tin nhắn. Xin chào Đại Ca Minh Khôi, hôm trước không hiện tin nhắn nên là không đọc được, hôm nay có rồi. Vâng, tình hình là Covid cũng cơ bản là cũng kiểm soát được rồi, nên là tôi thì tôi ở Hà Nội thì cái hiện tượng mua bán thì cũng có tấp nập hơn. Nhưng mà tôi thấy là một số tỉnh thành, ví dụ nhiều anh em điện cho tớ bảo là nhiều khu vực bây giờ đang đi mua đất như đi chợ ấy. Ví dụ trong Nghệ An này, trong Nha Trang này đang sốt. Rồi xin chào Nguyễn Đào này, chào Trần Toán này, rồi chào các đại ca. Anh em nào đang xem chào nhau cái để mấy để biết chúng ta đang xem nhỉ. Chủ đề hôm nay của chúng ta là làm sao để tránh cắt phí, bớt phí môi giới. Đấy. Thế thì đối với đời làm môi giới, để mà có được một cái giao dịch, để mà gọi là có khách hàng ưng. Rồi, xin chào đại ca Chiến Vũ nhá, chào đại ca Nguyễn Thân nhá. Rồi, xin chào anh chị em. Rồi, đấy, đời môi giới bây giờ. Thực ra thì đối với nhiều anh em thì cái việc giao dịch hàng tháng, hàng năm thì chuyện bình thường. Nhưng mà có một số anh chị em thì có khi là vài tháng mới được miếng, nhà được một quả. Thế nhưng mà chả hiểu thế nào mà làm việc kiểu gì. Đến cái lúc trong đầu thì cứ tưởng tượng rằng là ôi ôi quả này là được 100 triệu đây. Về tính toán này, 100 triệu tiêu cái gì này. 100 triệu mua đôi giày này, 100 triệu đổi cái xe này, 100 triệu rồi chào các đại ca, 100 triệu đổi cả cái gì nhỉ, đổi điện thoại này, rồi thì đi du lịch này. Ôi nói, chi tiêu nhiều thứ lắm, nhất là mấy ông khó khăn về tài chính, người ta bảo là gì nhỉ, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, đúng không? Đấy, bao nhiêu tiền xong rồi tính toán chi tiêu đâu đấy rồi. Thế đến lúc chuẩn bị đi giao dịch thì chủ nhà điện nói em ơi thì tình hình là thế thì mai giao dịch, thế thì cho anh hỏi thì phí phiếc như nào nhỉ. Chào đại ca Long Nguyễn nhá, chào Đặng Tráng nhá, chào Ngọc Phú, chào Trần Thiên Sơn, rồi chào các đại ca, chào Hưng Thịnh. Thế thì chủ nhà điện quả thế tình hình là phí phiếc nhà em nhỉ. Thôi mình cứ ngớ người ra mà rõ ràng là hôm trước là mình nhớ là mình bảo với ông ấy là được 100 triệu rồi, phí 100 triệu rồi, thế mà sao hôm nay lại hỏi là phí phiếc như thế nào. Xong bắt đầu bảo anh ơi thế thì bên em là phí 100 triệu nếu mà giao dịch thành công thì anh cho em, nhiều ông dùng từ anh cho em 100 triệu. Sao 100 triệu quá, sao nhiều đấy, không bên anh thì không cho đấy, bên anh chỉ 1% thôi nhá, 1% thôi đấy, không còn làm thì thôi. Anh em hiểu cái cảm giác mà đang hí hai hưởng được 100 triệu nhá. Chào Nguyễn Đàn, hí hai hưởng 100 triệu, chuẩn bị tiêu pha 100 triệu rồi. Đùng một phát, 1% là bao tiền? Ví dụ được 40 triệu đi, 4 tỷ 40 triệu đi. Đau hết cả lòng anh em ạ, đau hết cả ruột mà ăn không ngon, ngủ không ngon nữa. Chào đại ca nhà đất thổ cư, chào Hoài Vlog, chào Hồng Vũ Nhân. Đấy, ăn không ngon, ngủ không yên. Nào anh em nào đã từng bị quả luồn cò, bị quả bớt phí, bị bùng phí, sau khi mình biết là người ta bùng phí của mình, cắt phí của mình, luồn co của mình, ăn không ngon, ngủ không yên nào, anh em nào bị rồi nào, mày ăn bát cơm thấy nó đắng quá, cầm cái đùi gà gặm mà không có vị gì cả, không ngon, ngon nghẻ gì cả, nào, đại ca nào đã từng bị rồi, xin chào đại ca Chính Nguyễn nhá, nào, đại ca nào bị luồn co rồi nào, cảm giác thế nào, có đắng không? Nhiều lúc còn đau hơn cả bị người yêu đá, đúng không anh em? Nhiều lúc còn đau hơn cả người yêu đá. Nhờ yêu đá có khi là vẫn không sao, bởi vì đôi khi còn chả thích nữa, chả yêu nữa rồi, đá rồi thì mẹ thôi, khi có cơ hội đi với con khác, đúng không? Mẹ đây quả này là bị
mất tiền ngay trước mặt anh em, ức lắm anh em ạ. Rồi ông Mãi Phong Ma Phong Ba mới bị luồn xong. Rồi ông Minh Khôi thì cay vẫn phải cười. Đúng không? Cay lắm anh em ạ. Xin chào đại ca Phương Đông nhá. Đấy. Cái nỗi trong đời môi giới cay nhất là bị gì? Hai bên chuẩn bị rồi, chào đại ca Nguyễn Lâm Dũng nhá. Đấy. Chuẩn bị có tiền rồi, tưởng là sắp có tiền rồi. Xong nó có bị một quả làm sao bùm chiếu đúng không? Mẹ nó bán nó không bao gì mình cả. Xong rồi gọi điện thì không thấy bao cái khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Rồi, chào đại ca Nguyễn Tuấn. Rồi. Xong rồi gọi đến gặp khách thì bảo khách bảo không, anh tưởng chú làm việc với chủ nhà, anh biết đâu rồi đấy. Anh thấy chú thân thiết với chủ nhà thế cơ mà. Rồi không thôi. Cho cái vấn đề này chú làm việc với chủ nhà nhá. Thôi nhá. Tôi cảm ơn chú. Đấy xin cho tôi, nếu mà cái này thì anh không biết. Chú gọi cho người ta xem như thế nào. Gọi thì toàn thuê bao với khách vừa gọi, không liên lạc được. Xong rồi còn cay quả như thế này anh em ạ. Nếu như mà không liên lạc được thì nó lại một nhẹ nhẹ anh em nhá. Chào Nguyễn Hình Thái Ngân. Rồi. Gọi chủ nhà, gọi không liên lạc được là một nhẹ. Thế nhưng mà gặp một quả như thế này anh em ạ, mình thì nói bằng mồm thôi nhá. Đấy, chủ nhà thì đôi khi nó lại không ở đây nhá. Không ở đây, đưa nó đi xem cái mảnh đất nhá. Đưa người ta đi xem mảnh đất nhá. Chủ nhà thì thậm chí còn không biết mặt mình cơ. Đấy, đưa người ta đến xem, xong rồi thằng khách nó lại dở cái trò nó làm gì, nó đi hỏi hàng xóm láng giềng, không biết nó hỏi ở đâu, nó tìm trên mạng ấy. Xong rồi nó lấy được số của chủ đất, gọi điện trực tiếp với chủ đất, nó đàm phán, nó mua. Thế ông chủ đất thì ông ý không biết là khách nào là khách của mình, đúng không? Rồi ông chủ đất thì ông ý làm sao anh em nhỉ? Ông cũng có nhìn thấy mặt mình đâu, mình nói bằng mồm mà. Và anh ơi thế thì em bán được thì bác cho em xin 30 triệu, ví dụ thế. Thì cũng đồng ý, nhưng mà đưa khách xem rồi nó về nó bảo là không ưng, nhưng mà sau khoảng độ 2 tuần sau nó quay lại. Nhà, chào đại ca Tuân, chào Trần Thiên Sơn, Trần Toán. Đấy. 2 tuần sau quay lại, bắt đầu tự tìm kiếm chủ nhà gọi điện giao dịch. Thế bây giờ gọi điện chủ nhà mà anh ơi, thì tình hình là hôm trước thì em đưa khách thì bây giờ khách nó mua rồi, và anh biết đâu được đấy. Chú buồn cười nhỉ. Anh có nhờ chú đâu. Rồi thứ hai nữa gì, chú buồn cười nhỉ. Khách gọi điện trực tiếp cho anh, chú đưa bao giờ. Anh có biết khách của chú là ai đâu, khách họ gọi điện trực tiếp cho anh. Anh tự làm việc, chú làm sao đây. Mày đừng có vớ vẩn, mày bằng chứng đâu, có cái gì chứng minh là mày đưa khách của mày đâu, đưa đây. Không có cái gì anh em ạ, không có cái gì chứng minh được đấy là khách của mình, ức lắm nha, cay cực kỳ luôn. Nào, đại ca nào bị rồi comment là số 1 nhỉ, đại ca nào chưa bị comment số 0 nào. Nói thật anh em nhá, cái đời môi giới ấy bị luồn cò anh em ạ. Thà rằng không biết thì thôi, người ta bảo là không biết thì không đau lòng, đúng anh em. Rồi, đại ca nào bị luồn cò rồi comment số 1 nhá. Chào Hưng Thịnh nhá. Rồi, chào Nguyễn Thần, chào các đại ca. Đại ca nào bị rồi comment số 1, đại ca nào chưa bị comment số 0 đã nhỉ. Yeah. Đúng không? Đó, ông Phương Đông này, bọn Nguyễn Đào đâu. Mẹ không biết thì không đau lòng đúng không? Mẹ biết thì cay lắm anh em ạ, ức lắm, mẹ uất lắm, cay lắm. Tôi không biết các đại ca như thế nào, nhưng mà tớ mà tớ biết là bị thằng nào nó luồn thì tớ thật sự anh em, chứ nếu như một mình biết đi thì nó đôi khi nha, đôi khi thì ngậm đắng nuốt cay được, nhưng mà nhiều thằng nó biết mà mình lại không dám mở mồm ra đòi, uất lắm anh em, ức lắm, mẹ ức cực kỳ luôn. Mẹ cái ức đấy mẹ không có cái gì tả nổi, đúng không? Rồi. Đấy. Thế nên là bây giờ phải phòng tránh thôi. Nhiều ông trường hợp thì cứ bị tình trạng là như thế này. Rồi chào Hữu Cảnh nhá. Rồi. Mình coi cay vẫn phải mỉm cười. Đúng rồi, cay nhiều nhưng mà không cười được. Thế nên là trong cuộc đời làm nghề của anh em mình ấy, luôn có những người đàng hoàng, luôn luôn có những người đàng hoàng, nhưng luôn luôn có những người không đàng hoàng, và
Có một sự thật đau lòng như này anh em ạ. Có một sự thật rất đau lòng này, mặc dù nó là thống kê không chính thức thôi. Không chính thức anh em nhá. Nhá. Nhưng theo kinh nghiệm của tớ, theo kinh nghiệm của tớ nhá. 10 giao dịch nhá, 10 giao dịch nhá, 100 giao dịch đi nhá. Thì phải có 80 giao dịch. 10 giao dịch thì phải có đến khoảng 80 giao dịch là có ý tưởng anh em ạ, có ý tưởng luồn cò, có ý tưởng qua mặt môi giới. Đấy là một cái gọi là theo kinh nghiệm của tớ, tớ phân tích, tớ tổng hợp, tớ đoán nó là như thế. 10 giao dịch thì phải có 8 giao dịch có ý tưởng luồn cò nhá. Nhưng thực hiện nhá, thực hiện thì nó có khoảng độ 10 giao dịch thì có khoảng 2 đến 3 giao dịch có hiện tượng là luồn cò hoặc là bớt phí, bớt phí anh em ạ. Rồi, xin chào Phúc nha, xin chào bạn Phúc Sài Gòn nha. Chào Hưng Thị, chào Tuân BS miền Trung. Và đã khắc xác định đời làm nghề môi giới thì chắc chắn là sẽ bị luồn cò. Chào Lê Sĩ Thiết, chào Thanh Hòa BDS. Rồi, bây giờ thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là làm thế nào để tránh luồn cò cắt cầu. Đấy. Thì báo cáo các đại ca là người ta bảo là gì, phòng còn hơn tránh anh em ạ, phòng còn hơn tránh. Đấy. Thế thì đừng để nó xảy ra rồi, xảy ra rồi chữa mệt lắm nhá, chữa khó lắm. Bệnh nó đã ung thư rồi mà bảo chữa nó khỏi thì nó vẫn có thể chữa khỏi được, nhưng mà cơ hội nó khó khăn, nó ít nhá. Tỷ lệ và thương tật rất là cao. Đấy. Gãy chân rồi mà lại lành như lúc đầu thì vẫn lành được, nhưng mà ngon như ngày xưa thì khó lắm anh em ạ. Nên là trong trường hợp này, trong cái nghề anh em mình thì tốt nhất là chúng ta phải phòng còn hơn tránh. Thế thì phòng tức là tôi xóa vào cái này đi. Rồi, phòng còn hơn tránh anh em nhá. Thế thì phòng là như thế nào? Thì chia sẻ với anh chị em là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì chúng ta muốn phòng bệnh thì chúng ta cần có những cái bằng chứng để chúng ta gì tránh phòng ngừa những cái việc mà khi chủ nhà đật lọng và khách hàng lật lọng. Báo cáo với anh chị em là tỷ lệ chủ nhà và tỷ lệ khách hàng, tức là cái nguy cơ bị khách hàng, người mua và người bán luồn cò là cái nguy cơ là ngang nhau, nguy cơ ngang nhau nhá. Ông thông thường ấy, nếu như mà các bạn không lấy tiền của người mua thì người mua ít có mong muốn luồn cò hơn. Nhưng trong sâu thẳm trong đầu người mua, họ vẫn muốn luồn cò. Anh em nhớ một điều như vậy này. 10 người mua thì phải đến 8 người đến 7 người có suy nghĩ là có cơ hội thì họ sẽ luồn cò các bạn. Chỉ khoảng 2-3 người là gần như không bao giờ có suy nghĩ đó. Thường là những người đó họ có thói quen giao dịch rất là nhiều rồi. Hoặc là họ biết rằng rất khó để luồn cò hoặc không thể luồn cò thì họ không có suy nghĩ đó thôi. Còn nếu như mà môi giới, cách làm việc của môi giới nha, cách làm việc của môi giới khiến cho người mua và người bán nhận ra, nhìn thấy rằng mình hoàn toàn có cơ hội luồn cò thì nha, rất dễ các bạn bị luồn cò. Anh em lưu ý nha. Thế nên người ta bảo là gì, khi chúng ta bị mất đồ, khi chúng ta bị mất đồ thì người ta bảo rằng tiên trách kỷ hậu trách nhất nha, đúng không? Chúng ta bị mất đồ là do chúng ta hớ hênh, đúng không? Nhiều chị em phụ nữ bị mấy thằng nó lừa, nó lấy mất đời con gái thì bây giờ lại bảo là mấy thằng nó đểu, nó sở khanh đấy. Nhưng các cụ bảo rồi, tiên trách kỷ
hậu trách nhân, các bà đi chơi với nó, nó rủ cho đi ăn, nó cho cái này cho cái kia, thế là mờ mắt, thế là bị nó lừa đấy. Thế chứ còn không bị chúng nó dụ dỗ thì mấy khi chúng nó lừa được đâu nhỉ. Không bị chúng nó dụ dỗ, nó rủ đi chơi không đi, nhắn tin gọi điện không trả lời thì làm sao mà nó lừa được, đúng không? Thường là kiểu gì nó cũng có mấy cái mồi, nó nhử, thấy ham quá thì hớ hênh không đề phòng thì chúng nó thịt thôi nhá. Thế thì giống như ví dụ ông Tuân BDF miền Trung chẳng hạn, ví dụ đấy, tiền thì ông cắt thì ông không cắt, ông cứ để trước bàn, xong rồi bảo là bọn giúp việc nó gian nó tham, mình tạo điều kiện cho chúng nó gian nó tham ấy chứ. Đấy, trên đời này có một cái điều như này anh em lưu ý là chưa biết ai tốt ai xấu đâu nhá, chưa biết ai tốt ai xấu đâu nhá, chỉ khi nào nhá có cơ hội làm việc xấu mà vẫn không làm thì mới là người tốt anh em ạ. Chào đại ca Đức Kỷ nhá. Đấy, ví dụ như ông Chính Nguyễn chẳng hạn, ông Chính Nguyễn ông có vợ rồi, thế nhưng mà ông đến cơ quan, ông nhìn thấy em ngon quá, non ngon mơn mởn, em ấy cứ mời chào, kính mời bác Chính Nguyễn xơi đi, em gặp bác là có phong cách đàn ông, có phong cách chững chạc của người trưởng thành, xong lại có tiền nữa, xong rồi em lại cứ ngồi gần, lại cứ có việc khó lại nhờ bác, xong lại đụng lại chạm một cái. Thế bây giờ ông Chính Nguyễn ông có cơ hội để ông hốc, nhưng mà ông không hốc thì lúc đấy ông mới gọi là người tốt, đúng không? Đấy, tôi ví dụ là ông có vợ đi nhá, được chưa? Đấy, thì như thế thì mới là người tuyệt vời nhá. Xong rồi bây giờ đúng không? Đấy, anh em phải lưu ý là có cơ hội làm việc xấu mà không làm việc xấu thì mới có thể gọi là người tốt. Đấy, thế thì bây giờ quay lại nghề môi giới của anh em mình, thế mà bây giờ mình có tạo điều kiện cho khách hàng nó làm việc xấu anh em ạ, nó làm cái việc đó, họ cắt cầu mình, họ luôn cò mình, họ được mấy chục triệu mấy trăm triệu, mình hớ hênh mình tạo điều kiện cho người ta thì có thể lúc đầu là người ta không nghĩ cái việc đó, nhưng vì tình huống nó ngon quá, mình chỉ cần thực hiện một tí thao tác thôi là mình kiếm được mấy chục, tiết kiệm được mấy chục rồi. Điện cho ông Hưng Thịnh, bảo ông Hưng Thịnh ơi, tình hình là thế, phí môi giới anh trả cho ông Chính Nguyên bao tiền? Ông chỉ bảo ôi mẹ nó lấy của em 100 anh ạ. Ôi 100 thì thôi mẹ, thế bây giờ như này nhá, bây giờ thì anh cứ bảo thằng cu em anh nó ra nó làm việc nhá, thế rồi thì chú bớt cho anh 100, thôi 50 thì anh chú chia đôi, chú 50 anh 50, ví dụ thế. Thế là được 50 không? Ông kia cũng được 50 mà ông mẹ được 50, tại sao lại không bắt tay nhau? Trong khi cái thằng kia nó cũng ngây thơ thế nào ấy, nó cứ đưa mình đến đấy, nó đưa mình đến xong rồi chả thấy nó gọi điện, chả thấy nó chăm sóc gì cả, bây giờ cũng chả biết số nó là cái số nào nữa. Thế thì không thịt thì còn để làm cái gì nữa anh em, đúng không? Đấy, thế thì cái lý do đầu tiên nha, trước khi chúng ta có phương pháp phòng bệnh, trước khi chúng ta có vaccine thì chúng ta phải tìm hiểu là nguyên nhân gây bệnh là gì, nó là cái loại virus gì, đúng không? Cái nguyên nhân đầu tiên mà khiến cho các đại ca dễ bị luồn cò là các đại ca hớ hênh quá nha. Cứ mặc các chị em là cứ váy ngắn tuôn ra, xong rồi cứ ngồi, xong lại cứ gác chân lên, áo lại nó cứ xẻ sâu ấy này, cứ cúi xuống một phát là mấy anh em là nó không tập trung vào làm việc được, xong lại cứ bảo là mẹ mấy thằng nó dê, mấy thằng nó máu gai, chịu làm sao được, cứ hớ hênh mà. Xong rồi mấy ông nó cứ ngồi nó đong đưa, xong nó bảo là tại em hấp dẫn quá anh không chịu nổi, xong rồi cứ đổi tại ôi mấy thằng ở phòng tao nó dê lắm mày ạ, mẹ quá là dê luôn, mẹ đúng đàn ông bây giờ toàn thằng đều thôi, chả thằng nào đàng hoàng tử tế cả, ví dụ thế. Thế gì nha các đại ca lưu ý là làm thế nào để cho khách hàng của mình họ thấy rằng rất khó khăn, gần như không thể thực hiện cái việc luôn co được, anh em hình dung chưa nhá. Đấy, phòng còn hơn tránh, nhưng mà trước khi tiêm thuốc thì mình phải làm sao để
người ta thấy rằng và nó suy nghĩ rằng cái việc luồn cò là rất khó khăn. Đấy. Thế thì rất khó khăn thì là như thế nào anh em? À, rất khó khăn thì mình phải làm việc với cả ông mua lẫn ông bán nhá. Thì kinh nghiệm của các đại ca nhá. Kinh nghiệm của các đại ca là chúng ta nên nhá, trừ những người các đại ca biết rõ rồi, biết sự ngay thẳng và đàng hoàng của họ rồi, nhưng mà vẫn phải nợ rõ ràng, vẫn phải rõ ràng trước khi đưa khách vào nhá. Rõ ràng làm việc với chủ nhà đi nhá. Trước khi đưa khách vào phải chốt trước phí đi, bảo cô ơi, anh ơi, bây giờ tình hình là nếu như khách mua thì phí của em là bao nhiêu tiền, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu, phải nói rõ đi nha. Đấy, xong rồi về cũng phải xong rồi, ví dụ như khách có ưng thì vẫn phải nhắc lại nha. Chứ bây giờ nhưng mà thôi, bây giờ chốt như thế này, vẫn phải chốt bây giờ như thế này nhá. Nếu như khách mua được đấy, cô bán bao nhiêu cũng được, nhưng phí của cháu là 50 triệu. Đấy. Vâng, rồi mày đưa vào đi. Ví dụ ok, đồng ý nha, phương án. Đấy. Thế thì các nhiều anh em thì thực ra thì điện cho chủ nhà thì không chuẩn bị sẵn tinh thần để ghi âm đâu nhá. Thế nhưng mà anh em lưu ý này. Lưu ý này nhá. Nếu như có những ở cái vùng quê ấy, nhiều vùng ở nông thôn ấy, nói thật với các đại ca bảo mà mang giấy tờ đến ký nhá. Vẫn ký được, nhưng mà nhiều trường hợp cũng rất là khó. Nhiều trường hợp mà mình có gặp chủ nhà đâu, có mảnh đất người ta ở tận đâu, ví dụ ông nào ở tận tỉnh Hưng Yên chẳng hạn. Thế bây giờ khách chủ nhà tận Hà Nội thì làm sao mà mò lên mà ký được, đúng không? Mà chắc quá thì khách đã ưng đâu mà ký. À, nên có những trường hợp chúng ta không thể gặp với chủ nhà, chúng ta ký giấy tờ được. Thì nhá, với những cái miếng ngon, anh em phải làm thế nào để có được bằng chứng, để chủ nhà họ biết được rằng họ đã có cái bằng chứng, đã ghi nhận với mình về cái việc là mình sẽ trả phí cho môi giới rồi. Thế thì nếu như các bạn ký được giấy tờ là tốt nhất nha. Trường hợp một, các bạn ký được giấy tờ, gặp ký được giấy tờ là tốt nhất. Nhưng nếu không ký được giấy tờ nha, không ký được giấy tờ thì các bạn phải chơi bài nhắn tin nha. Nhắn tin. Được chưa? Ký được phải nhắn tin. Nhắn tin là như thế nào? Bây giờ như thế này, làm cái nội dung bảo chú ơi, thế bây giờ thì cháu công ty cháu nha, chúng ta đổi cho công ty đi, và công chú ơi, chú thông cảm đấy, mấy anh em đưa khách vào thì bây giờ để đỡ lẫn lộn, để đỡ mà gọi là anh em yên tâm, bởi vì bên cháu này có mấy anh em đưa khách vào cơ, thế để anh em yên tâm đưa khách. Và thứ hai là nó cũng, cháu cũng chia chắc anh em nó đàng hoàng, chứ nó lại bảo là cháu ăn được nhiều cho chia cho nó ít. Thế bây giờ cháu nhắn cho chú cái tin là nếu bán được mảnh đất này, ngôi nhà này thì chú trả công cho cháu là 50 triệu. Đấy. Bất kỳ ai cháu đưa đến mà mua được thì cháu sẽ được phí 50 triệu. Cháu nhắn tin cho chú và chú xác nhận lại ok cho cháu, chú xác nhận lại đồng ý cho cháu. Đấy. Trường hợp nếu như chúng ta không ký giấy tờ được thì chúng ta phải xác nhận bằng tin nhắn anh em nhá. Đấy. Thế nếu như mà ông nào mà chuẩn chất lượng hơn nữa thì các ông dùng điện thoại nha, điện thoại Android thì nó có chức năng ghi âm. Thằng iPhone thì nó không có chức năng ghi âm. Tôi cũng chưa nghiên cứu chức năng ghi âm khi gọi điện của thằng iPhone. Nhưng mà các bạn có hai cái điện thoại, các bạn bật mic to lên nha. Mic to lên ghi âm lại cuộc gọi cũng được. Anh em lưu ý là ngay từ phát đầu tiên chúng ta đặt vấn đề phí. Có những người nào có kinh nghiệm thì chúng ta đặt vấn đề phí luôn. Còn người nào không có kinh nghiệm thì các đại ca cần làm sao? Phải chuẩn bị dàn trận. Ví dụ phát đầu tiên các bạn đưa khách nha. Đưa khách đến có thể không ưng nha. Không ưng vẫn cứ gọi điện bảo chú ơi, khách cũng thiện chí chú ạ, cũng có vẻ máu mùa lại về hỏi lại vợ hoặc là sẽ cho ông bà xem lại cái. Thế bây giờ như này, lúc chúng ta gọi điện chúng ta bật loa ngoài lên nhá. Nếu gặp chúng ta mở cái phần ghi âm ra, đấy, âm thầm hút vào điện túi ấy nha. Đấy. Nói chuyện nó thế về được giao dịch thành công thì chú thì phí của cháu 50 triệu và được rồi mày cứ đưa khách để đi, ok đồng ý nhá. Thì các bạn ghi âm tất cả những cái thứ đó vào, một là nhắn tin, hai là ghi âm,
ba là ký, ký tá, giấy tờ. Đấy, được chưa? Nên các bạn phải có bằng chứng, đấy là gọi là phòng vaccine. Vaccine là bằng chứng, bằng chứng bằng giấy tờ, bằng chứng bằng tin nhắn, bằng chứng bằng ghi âm, bằng chứng bằng chụp ảnh. À, bố nào bây giờ anh em lưu ý là đi đưa khách nhá, các đại ca lưu ý cho em là dùng điện thoại chụp cái ảnh nhá, chụp cái ảnh đấy, để như này này, ấn nút cộng phát là dụ điện thoại cứ để này thôi, như này này, ấn cộng phát là tự chụp, chả phải ngắm nghía gì cả, đúng không? Đấy, chụp ảnh lại nhá, chụp ảnh mà khách mấy cả chủ nhà đứng cạnh nhau ấy nhá. Đấy, nên là các bạn chụp ảnh đấy, thì nếu ông nào tự tin thì bảo báo cáo anh là cho em chụp cái ảnh để em cho khách hàng nhìn thấy luôn là mình chụp nha, để mình có bằng chứng luôn nha. Anh ơi, em đi công ty giao em đi đưa khách cho anh, đưa anh đi xem, em về em phải báo cáo công ty rằng kết quả chiều nay em có đi khách, em bắt em chụp cái ảnh để xác nhận rằng là em đưa anh đi xem cái nhà này, cái đất này nhá. Đây, chụp thẳng tưng luôn để cho người ta biết rằng là à, thằng này chụp ảnh bằng chứng rồi nha, khó luôn cỏ lắm nha. Đấy, còn trường hợp thứ hai nhá, là một số công ty họ áp dụng phương pháp này rất là hiệu quả, là họ có một ông chuyên đi ký hợp đồng, ký hợp đồng thì các ông ấy đến đặt vấn đề với chủ nhà thôi, và anh ơi thì công ty em thì quy định là phải có hợp đồng thì công ty mới cử nhân viên, bên em có mấy trăm mấy nghìn nhân viên, thế thì phải có một người đứng ra làm việc, thì dựa theo cái hợp đồng đấy thì mình cứ thế mình làm thôi, thế thì bác ký hợp đồng với bên em rồi thì thôi không phải ký nữa, thì bác ký cho em thì đặt vấn đề phí phá phí tiếp xong, cái vấn đề xin phí chúng ta sang cái buổi live stream lần sau nhá, còn hôm nay anh em mình chém gió cái vụ là tránh luồn cò đã thôi nhá. Thế thì chủ nhà đồng ý rồi ký thì cái đấy là tuyệt vời nhá. Nhưng một số chủ nhà không ký, anh em mồi rồi ký ta cái gì, chứ là có những trường hợp rất là khó để gặp người ta để ký nhá. Lúc mình chưa có khách mình ký ta rất là nhiều trường hợp cũng rất là khó ký nhá. Ông nào có kinh nghiệm khéo rồi thì đến ký nó rất là dễ, nhưng không có kinh nghiệm rất là khó ký. Thì có một cái phương án hai nữa để các đại ca, nếu đại ca là có văn phòng ấy, các đại ca dùng phương án như sau. Anh em chia sẻ hộ phát nhỉ, hôm nay mới có mấy chục người, chưa đến trăm người xem nhỉ. Các đại ca chia sẻ hộ phát để cho nhiều người xem cái nhỉ. Đấy, phương án hai cũng có thể ký bằng phương án sau này. Anh em chuẩn bị một cái biên bản nhá, mẫu biên bản dẫn khách hoặc là nhật ký công tác. Mình không nói là hợp đồng môi giới nhá, không nói hợp đồng môi giới nhá, mình ghi nhật ký công tác. Nhật ký công tác là gì? Khi anh em đưa, ví dụ tôi đưa bà Nga Phan đi xem đất xong nhá, tôi gặp ông Nguyễn Tuấn, ông Nguyễn Tuấn là chủ nhà, bà Nga Phan là khách. Thế thì tôi đưa bà xong thì tôi bảo là chị ơi, chị làm ơn giúp em có cái nhật ký công tác thì em đưa khách nào xem nhà nào thì em phải báo cáo công ty, thế thì chị ký giúp em vào đây xác nhận là chị có đi xem hôm nay giờ này nhá, ghi địa chỉ cái nhà vào, ghi tên khách hàng vào, họ ký vào đấy rồi, đấy là mình có bằng chứng rồi nhá. Ở đây mình dùng một nghệ thuật là gì, là nhật ký công tác của em phải làm cái việc này, em báo cáo công ty rằng em đi làm em có lương, em không dẫn khách thì em sao có lương được, nên là nhật ký công tác nha. Trong cái nhật ký công tác đó thì thực ra nó phục vụ cái việc của mình, họ giúp mình, nhưng khi họ ký vào đó cũng là cái xác nhận rằng họ đã được mình đi xem cái bất động sản đó. Mời cái bố chủ nhà ký một phát, mời cái bố khách ký một phát, bút xa là gà chết, thế coi là ký rồi, coi như đấy là xác nhận là cả chủ và khách rằng hôm nay mình gặp nhau là qua cái ông siêu cò này. Thế là anh em hình dung không, càng nhiều bằng chứng càng rõ ràng, họ biết rõ rằng mình có bằng chứng thì nha cái rủi ro, cái nguy cơ bị bùng nó sẽ giảm đi rất nhiều, anh em hình dung không? Đấy, ví dụ ông Nguyễn Tuấn chẳng hạn, mẹ ông bây giờ ông có vợ rồi, mẹ ra đường ông đi khách ông nhiều em ngon lắm đấy, nhưng mà bây giờ mẹ mụ vợ mụ thường xuyên kiểm tra, thỉnh thoảng mụ phải nhắn tin tôi về là bố bài bắt đóng thuế, mẹ hôm nào mà ông thấy yếu yếu chẳng hạn,
bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu ngồi vật ra hỏi thế hôm nay là như thế nào, tại sao hôm nay yếu thế à, bạn bà nó tinh lắm anh em, kiểm tra liên tục chẳng hạn. Rồi bắt đầu về thấy cái áo có cái tóc, phát hỏi tóc của ai đây nha, nó kiểm tra liên tục nha. Thì ông Tuấn ấy nha, rất là khi mà gọi là nếu như không đứa nào nó kiểm tra nha, cho ông đi tự do thì khả năng là ông bao la bát ngát đến 4-5 em không ai biết nha. Thế nhưng mà ông Tuấn ông gặp quả mụ vợ sát thủ kiểm tra liên tục thì ông may lắm thì ông chỉ hở, ông chỉ tranh thủ được một tí thôi nha. Ông rất khó để có vụ của ông đi tưng bừng mấy em được. Đấy, ví dụ thế. Tức là mình có cái sự giám sát kiểm tra thì mình cũng thế thôi, khách hàng mình thế thôi. Mình cho họ thấy rằng là mình có bằng chứng, mình có cái sự giám sát thì rất nó sẽ an toàn hơn nhiều cho các anh em nha. Rồi các đại ca chia sẻ cho một tí nha. Chia sẻ cho một tí nha. Ví dụ như là hôm nay mà vợ nó biết ông Nguyễn Tuấn đi nhậu một phát xong rồi đến tầm 1 giờ 2 giờ là bắt đầu gọi live stream, gọi video call. Ông nào, ông bật video lên tôi xem nào. Đi với ai? Cho quay màn hình ra xem nào. Kiểu cho liên tục làm sao ông đi lăng nhăng được nhiều nha. Mặc dù là ông đi ông vẫn đi được nhưng mà ông chỉ hốc được một em thôi, không thể hốc nhiều em được. Nghe ông nhá. Đấy. Nhưng mà không có ai kiểm tra thì mấy ông hốc lúng ta lung tung không ai biết được. Được chưa ông Tuấn nhá. Đấy. Đó là nghệ thuật chúng ta sử dụng cái việc là dùng bằng chứng là giấy này. Ký ta giấy tờ này. Một là đặt vấn đề thẳng tưng luôn nha. Cách ký chúng ta có hai cách. Một đặt vấn đề thẳng tưng với chủ nhà, đó là công ty, thì công ty bây giờ báo cáo với anh là bây giờ để mà đưa sản phẩm thì có bằng chứng rằng là bên anh đồng ý cho bên em đưa khách. Thì bây giờ mà cứ đưa khách vào cũng không biết là của công ty nào thì em có văn bản đăng ký em về đưa công ty thì bên em nó sẽ không có sản phẩm rồi, anh em nó không đến phải ký nữa. Chứ bây giờ cứ mỗi lần lại gặp anh là phải ký tám mất thời gian thì anh ký một lần thôi. Thì anh em nó cứ thế nó đưa vào, yên tâm nó đưa vào. Và nó biết rõ cái thủ lao để nó có tập trung nó đưa khách. Đấy thì ký thôi nha. Phương án 2 là nhật ký công tác, nhật ký kinh doanh, nhờ khách hàng họ ký vào thì đấy cũng là một cái bằng chứng nha. Phương án 3 là gì? Là tin nhắn, đúng không? Người già, người cả hoặc người khó tính, tin nhắn nha. Được chưa? Còn trường hợp có những cái gọi khách củ chuối này anh em ạ. Và không phải ký ta gì không? Tao người lớn, tao là việc đàng hoàng, không phải ký ta gì cả. Trường hợp ấy làm nào anh em? Mẹ gặp những cái quả mồm to nhá, chưa chắc đã người đàng hoàng đâu nhưng là mồm to nhá. Mồm to, tất nhiên có những người cái lòng họ có tự ái rất là lớn, họ không cần phải ký đâu nhá. Họ có lòng tự trọng, không cần ký tá đâu. Họ rất là ngại cái việc ký tá giấy tờ. Đấy, họ sợ, mà nhiều người sợ ký tá giấy tờ. Những quả đấy thì các đại ca phải chơi quả ghi âm nhá. Phải ghi âm. Đấy. Thế thì quả đấy không kịp ghi âm thì quả sau phải làm sao mà bằng mọi cách phải ghi âm những trường hợp đấy. Vì trường hợp đấy mẹ, nếu như chúng ta già néo đứt dây nhá, già néo đứt dây vì có những cái quả cái lòng tự trọng tự ái họ cao mà thôi tôi đéo môi giới, tôi đéo bán, đéo môi giới nha, tôi không cần môi giới đâu, tôi đi chỗ khác đi. Sẽ có những chủ nhà như vậy, nên các ông phải cực kỳ tinh khôn và nhanh nhẹn trong bất kỳ tình huống nào nhá. Các đại tài dùng như vậy. Nhiễm tắt cái quạt cái lạnh quá. Anh em chia sẻ cái nhỉ? Ôi, ông nào chia sẻ 48 chia sẻ nhiều thế nhỉ? Cảm ơn các đại ca nhá. Đại ca nào chia sẻ kinh khủng thế nhỉ? Rồi. Đấy. Đấy thì phòng là như vậy. Nguyên tắc đầu tiên và không được hớ hênh. Anh em nhớ nguyên tắc là làm sao để mình cho khách hàng người mua và người bán thấy rằng mình có cái bằng chứng, mình có cơ sở để họ rất là khó thực hiện cái việc luồn cò nhá. Thế thì bằng chứng này, hoặc là nếu như có những trường hợp các bạn không có được cái bằng chứng thì các bạn phải làm sao để cho người mua hoặc người bán họ cảm nhận được rằng mình rất thân thiết với cái bên kia nha, rất thân thiết bên kia. Cái cách tiếp theo mà tôi chia sẻ với anh em là các bạn phải làm thân với ít nhất là một bên. Anh em nhớ này, trong giao dịch mua bán nếu các bạn có thể làm thân với hai bên thì càng tốt.
Nhưng nếu không thì các bạn cần phải làm thân với ít nhất một bên để làm sao? Để nếu như bên kia có ý đồ xấu thì bên này họ báo cho mình. Đấy. Tôi gặp những trường hợp như này, khách rất là lưu manh, khách cực kỳ lấy một cực kỳ lưu manh luôn nha, nghĩ ủ mưu để mà cắt cầu của mình nhá. Nhưng mà mình thân thiết với chủ nhà, họ điện cho mình mà em ơi, thế chị thấy là tự nhiên lại có khách họ điện cho chị giả này giả kia, thế thì chắc là có khi là cái khách lúc chiều ấy họ muốn thăm dò giá như thế nào đấy, thế thì chị cũng cứ bảo là giá 2.2 tỷ, thế còn gặp gỡ như nào ấy thì em kiểm tra lại khách của em xem như thế nào, xem là có đúng không hay là lại thế nào để kiểm tra xem đấy. Có những người họ chân thành như vậy, chủ nhà chân thành như vậy. Và có những trường hợp rồi cảm ơn đại ca Phương Đông. Có những trường hợp như thế này anh em ạ. Khách mình làm việc với khách và anh ơi thấy tình hình là thế giờ giấc là như thế nào thì giao dịch thì bao giờ anh giao dịch thì bảo thôi được rồi cứ ấy đi, không có gì anh báo nhà, có gì anh báo. Và họ âm thầm làm việc với chủ nhà, ngày giờ giao dịch họ không thèm báo cho mình luôn. Có khách có đều như vậy nha, có khách rất đều như vậy, âm thầm không báo với chủ nhà luôn, không báo cho mình luôn nha. Họ tính là gì, là giao dịch xong rồi thì lúc nào tính sau nha, lúc ấy cãi cùn sau nha, không cho mình ở đấy giao dịch nha. Thế thì sẽ có những chủ nhà họ tử tế, họ bảo em ơi thế thì thấy khách bảo là sáng ngày kia giao dịch đấy, thế rằng sáng ngày kia em ra thì giao dịch và lấy tiền đấy. Có những người chủ nhà họ chân thành như vậy đúng không? Có những trường hợp là như thế này nữa, chủ nhà cũng cố tình không nghe máy nhá. Sau khi khách ưng rồi, hai bên làm việc chốt cọc rồi nhá, bắt đầu chủ nhà thay đổi thái độ ngay lập tức anh em ạ. Rất nhiều trường hợp chủ nhà thay đổi thái độ ngay lập tức luôn, rất nhiều chủ nhà vớ vào vớ vẩn như vậy. Một phần là gì, là do các bạn làm việc nó ngây thơ quá, nó tổ quá anh em ạ. Nhiều ông cứ ngáo, chào đại ca Đỗ Tuấn Cương nhá. Nhiều ông ngáo thì cái tâm lý là nhiều thằng nó xấu tính, nếu như gặp người có cứng có bản lĩnh thì họ sợ, họ ít có tư tưởng luồn cò đấy. Nhưng mà gặp mấy bố mới vào nghề, gọi là mấy ông môi giới non, cứ rụt già rụt rè, cứ ngây thơ chất phác hiền lành. Mà cái trò đời của mấy con cáo già đấy thì nó nhìn thấy mấy con nai tơ thì nó lại hay bắt nạt đấy. Thế nên là cái nghề này của anh em mình thì báo cáo các đại ca là cũng không thể ngây thơ hiền lành nai tơ được, phải hợp tình hợp lý, cứng rắn chân thành nhưng mà mạnh mẽ. Các đại ca nhớ cho em như vậy à, các đại ca nhớ cho em là cái nghề này đừng hiền quá, nó chỉ là chân thành thôi, chân thành nhưng không được hiền, anh em nhớ nhá. Mạnh mẽ cứng rắn lên. Thế mà để mà có sự mạnh mẽ cứng rắn thì ngoài cái việc chúng ta trang bị tri thức ra nha, thì các đại ca cần phải trang bị, thứ nhất là đầu tiên là cái sức khỏe của bản thân mình. Nói gì thì nói, nó không phải đánh nhau đâu, nhưng mà mấy cái ông mà béo ngục tịch ấy, mà chạy còn độ một phút rồi thở như trâu như bò ấy, nha, hình dung không, thì thường là cái sự tự tin, sự mạnh mẽ nó kém. Rồi chào Lưu Thùy Dương, chào Trịnh Hải Pháp nha. Thì để làm cái nghề này để có cái sự tự tin mạnh mẽ thì mình phải tập luyện cái thể chất của mình nó khỏe. Khi người con người mình nó khỏe, mình làm việc mình toát sự tự tin, sự mạnh mẽ thì người ta không còn thấy mình yếu đuối nữa. Mặc dù có thể không phải để đánh nhau, chỉ đơn giản là người ta không bắt nạt mình, anh em hình dung không nhá. Cái thứ hai mà tớ chia sẻ anh em là nếu các đại ca có điều kiện thì nên đi học võ đi. Vậy học võ nhá, có thế võ nhá, thì cảm thấy tự tin hơn nhá. Cái sự tự tin, cái sự điềm đạm nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc các bạn không có võ. Võ không phải là để đánh nhau, anh em nhớ như vậy. Võ chỉ đơn giản là để bảo vệ mình khỏi những bất công, bảo vệ mình khỏi sự bắt nạt. Khi mình biết rằng người ta không bắt nạt được mình, khi mình biết rằng mình đủ khả năng để đấu tranh với những bất công, thì cái thần thái, cái tác phong của mình
nó không yếu hèn, nó không nhu nhược, và khách hàng họ cảm nhận được rõ con người này có bản lĩnh. Đôi khi các bạn chẳng nói gì cả, chỉ bằng thần thái của các bạn thôi, người ta đã nể trọng bạn rồi. Và từ cái sự nể trọng đó, nó mất đi cái suy nghĩ là bắt nạt, là chèn ép bạn, đúng không anh em? Nên là nếu như các đại ca nào làm nghề môi giới mà không phải làm nghề môi giới, cái nghề này ra hay bị luồn cò thì nên học võ nha. Thực ra họ làm nghề nào làm gì thì theo tớ thì vẫn nên học võ, vẫn nên học võ sẽ khiến cho bạn trở thành một con người có sự điềm đạm, có sự tự tin, có sự mạnh mẽ tốt hơn. Đấy là như vậy nha. Khi mình thể hiện sự cứng rắn mạnh mẽ thì cái tư tưởng bắt nạt chèn ép của mình, nếu như chúng ta không tự bảo vệ được chính bản thân mình, rất nhiều anh em môi giới gặp những cái chủ nhà nó thuộc loại gọi là nó cũng không phải là đầu gấu. Thường những cái thành phần gọi là đầu gấu ấy, thì nó lại rất là anh hùng, thường lại rất là bạn là sòng phẳng, thường lại chơi rất là đẹp. Nó không phải là đầu gấu anh ạ, nó thuộc loại gọi là chí phèo, nó loại chí phèo nửa mùa, chí phèo kiểu Lý Thông, Lý Cùn ấy nhá. Đấy, anh em hình dung không, tướng rất nhiều thành phần, tướng đàn ông nhưng mà tính khí thì nó không hiểu ra cái loại gì, rất là bẩn bượng. Nên khi các bạn tự tin sẵn sàng đấu tranh được thì các bạn sẽ có cái gì, sự mạnh mẽ để xử lý những tình huống gặp những cái thằng chí phèo. Ở đây tôi dùng từ những thằng chí phèo, Lý Cùn nha anh em nha. Chắc chắn trong đời làm môi giới các bạn sẽ gặp những trường hợp đó, và nếu như các bạn không đủ tự tin, không đủ mạnh mẽ để xử lý những con người đó, có những thằng chí phèo nó đội lốt một thằng đàn ông mạnh mẽ, có những thằng chí phèo đội lốt một đại ca, nhưng thực sự nó vẫn là thằng chí phèo. Anh em mình dùng không? Có những khách hàng như vậy, luôn luôn có, sẽ có những khách hàng đều cá như vậy, nó có thể nói và lật lọng cái lời của nó ngay lập tức được. Đời môi giới của chúng ta sẽ gặp những trường hợp như vậy, và tôi khuyên anh chị em trang bị cho mình thể chất mạnh mẽ, trang bị cho mình kỹ năng có thể tự vệ được. Tự vệ nó có hai loại, một là bằng lý trí, bằng đầu óc của mình, hai là bằng thể chất của mình. Anh em mình dùng ra ngoài đời thường là người ta sợ mấy cái thằng chí phèo ấy, nó sợ ba cái loại này. Cái thằng chí phèo nó sợ ba cái loại sau này: một là người có tiền nhá. Đôi khi tất nhiên là không phải bao giờ người ta cũng sợ, nhưng nếu bạn có những cái thứ sau thì người ta dễ sợ bạn hơn, dễ kính nể bạn hơn. Thứ nhất là bạn có tiền nhá, nói gì thì nói người ta vẫn thích chơi với thằng có nhiều tiền nhá. Thứ hai là bạn có quyền, bạn có chức sắc, địa vị, thì người ta vẫn có sự nể trọng bạn. Ví dụ bảo ông Phương Đông chẳng hạn, hỏi ông làm chức gì, bảo ông làm lý trưởng cai quản toàn bộ mấy quán thịt chó ở trong làng. Tự nhiên mấy thằng ăn trộm chó nó nể chứ, có gì phải gặp anh Phương Đông để bán chó cho anh ấy ví dụ thế Đấy. Thứ ba là gì, là bạn có sức khỏe. Bạn có sức khỏe, nói gì thì nói, mẹ ra đường gặp cái thằng nhìn nó cũng ngu ngu thôi, mặt nó cũng ngu ngáo ngáo thôi, nhưng nhìn nó to, nó cao 1m8, người nó vai u thịt bắp, nó lừng lững, mẹ đứng cạnh nó thì vẫn phải có cái sự nể cho anh em nhỉ. Đấy, vẫn có sự nể. Bạn có sức khỏe, bạn có tiền, bạn có địa vị, chức vụ, thì ba cái thứ đó có thể khiến người khác nể sợ bạn nhỉ. Đó, thế thì bây giờ mình, anh em mình làm môi giới nhá, thì ví dụ tiền không có nhá, chức thì chức siêu có, chức có lang đảo có chúa chức đấy thì chả dọa ông nào cả đấy nhá. Thế chỉ có mỗi cái là chúng ta rèn luyện cái thể lực của mình để chúng ta có sự tự tin, anh em nhớ là như vậy. Thế cái thứ hai nữa, mình không có tiền, không có chức vụ thì mình phải có cái trí tuệ nhá. Trí tuệ và khả năng tự bảo vệ bản thân mình. Các đại ca nắm mình chưa? Các đại ca comment cho em đi nha. Nên học võ để
không bị bắt nạt. Các đại ca comment nên học võ để không bị bắt nạt nha. Đấy, hôm nay ông nào ở nhà rảnh ấy, tuần này làm đôi ba buổi đi học võ đi nhá, tăng thể lực của mình lên, tự tin hơn nhá. Rồi tiếp theo, bây giờ mình phong rồi nhá, phong rồi nhưng mà nó vẫn cứ luồn cỏ, nó vẫn cứ luồn cỏ, nó vẫn cứ bùng, đúng không? Thì làm thế nào? Đấy, bây giờ mẹ nó vẫn cứ luồn cò, nó vẫn cứ bùng của mình này, trường hợp nó như thế này anh em ạ. Nó ngang nhiên, ngang nhiên không giả đấy, không tao nhờ mày đâu, chả nhờ mày, chả mày bằng chứng đâu nhá. Trường hợp mà ông nào bị ngáo ngáo ngơ ngơ không có bất cứ bằng chứng gì nhá, anh em lưu ý này, trường hợp không có bất cứ bằng chứng gì, chỉ có mỗi một việc biết với nhau thôi, chủ nhà và khách hàng biết rằng mình đưa người ta đến nhưng mà thằng chủ nhà nó cố tình nó bùng của mình nha, nó cố tình của bùng của mình, nó cãi chắn luôn, nó bảo không giả đấy, mà không giả bằng chứng đâu, bằng chứng đâu đấy. Thì làm thế nào? Nó cãi trắng luôn. Nào các đại ca comment cho em cái đấy. Bây giờ nó cãi trắng luôn, nó bảo tôi chả biết ông là thằng nào, tôi có nhờ ông đâu, bằng chứng đâu, làm nào anh em, anh em cho ý kiến phát. Anh em là gặp trường hợp nó cãi trắng chưa? Cãi trắng luôn, không biết ông là thằng nào. Đấy. Làm nào bây giờ nhỉ? Anh em comment hộ cái. Các đại ca đâu rồi, cho ông có ý kiến này. Ôi mà Lưu Thị Dương mà học yoga thì bà đi về mà bánh mèo, anh chợ anh chuột thôi. Ôi, rồi nhá. Nào anh em đâu comment cái, bây giờ nó cay trắng thì làm nào nhỉ? À ông Đình Phúc thì bảo thuê giang hồ bả. Thuê giang hồ à? Nghe hơi căng ấy nhỉ? Nào trường hợp một thuê giang hồ. À, Sơn Trần Thiên Sơn là ghi âm lại. À, rồi, đúng rồi. Nên ghi âm nha. Trường hợp cái rồi, trường phương án thứ hai. Phương án thứ nhất là ông Đình Phúc là thuê giang hồ, thuê đầu gấu, gấu hơn mày, nhà bắt xử mày. Trường hợp hai là ghi âm lại. Rồi, trường hợp ba là gì các đại ca? Các đại ca cho em chia sẻ cho em cái. Trường hợp ba là làm gì nào? Bó tay à? À chưa, đại ca Nguyễn Thân, trường hợp 3 của đại ca là thôi, thế thì thôi, dạ bẩm anh là thôi thì của anh hốc cả, em cũng không có bằng chứng gì cả, thôi em về nhá, lần sau là em nhéo bán nhà cho anh nhớ cái mặt em nhá, em nhớ cái mặt ông ấy nhá, tôi nói cho ông biết nhá mẹ, nhá, mẹ cái ông nhá, ông ăn cái tiền đấy nhá, bắt đầu ngồi chửi thôi, cứ ngồi chửi đó, thậm chí không dám chửi, nhưng chửi âm thầm thôi, mẹ cái mặt mày nhá, nhá. Cái tiền đấy nó thí cho mày nhá. Nha. Mày ăn cái tiền đấy cho tao đặt mẹ đời mày lụi tàn nhá. Mày kinh doanh mày tán gia bại sản nhá. Con cái mày không ra cái gì cả nhá. Đứa tù tội, đứa trộm cắp nhá. Đứa nghiện hút nhá. Tao cứ ngồi âm thầm mà chửi rủa thôi. Mẹ cũng tức thì mình nuốt. Tiền thì nó hưởng. Nha. Đúng không? Nha. Nhiều ông thì cầm mức rồi thôi. Mẹ em thì mẹ cái loại đấy thì thôi mẹ em không thèm chấp. Cái loại đấy thì mẹ cái loại đấy thì rồi mẹ chẳng nhẽ lại gọi người đấm vào chết mẹ nó đi, thế này lại khái nó cứ chửi thôi, chửi đổ thôi, chả dám làm chó gì anh em đấy. Ngày xưa nói thật các đại ca là em thế, cứ ngồi chửi nó bị nó cắt tiền nó ức lắm nhưng mà không làm gì được nó, mình thân cô thế, cô mình yếu xìu à, quanh không quanh lại nó chửi, không âm chửi nó đáng cho chết, thế tôi cứ âm thầm ngồi nhà mà chửi nó thôi nha, mỗi lần nghĩ lại ức anh em ạ. Thế nào làm nào nhỉ? Ông Nguyễn Thân thì bó tay, ông Đỗ Đấn Cương thì thôi cho nhá. Thế thì xin chia sẻ với anh em có ba nguyên tắc khi chúng ta đòi nợ, đòi cái tiền môi giới trong trường hợp chúng ta không có bằng chứng. Thì
Thì anh em phải có những nguyên tắc như sau. Nguyên tắc số 1, anh chị em lưu ý, nguyên tắc số 1, khi chúng ta đi đòi tiền là các bạn phải tuyệt đối bình tĩnh. Nguyên tắc số 1, các bạn phải tuyệt đối bình tĩnh. Anh em nhớ nhé, không bao giờ được mất bình tĩnh. Bởi vì khi bạn mất bình tĩnh thì bạn sẽ là người lo lắng, bạn sẽ là người căng thẳng mệt mỏi. Và khi bạn lo lắng, bạn căng thẳng mệt mỏi, bạn không nghĩ ra giải pháp thông minh. Hãy bình tĩnh, bây giờ bình tĩnh. Tất nhiên là tôi nói anh chị em là bị mẹ nó lấy mất tiền thì cũng khó bình tĩnh lắm, nhưng mà hãy hít một hơi thật sâu. Nghệ thuật ở đây là gì? Khi biết thằng chủ nhà nó bùng tiền của mình, khách nó lấy tiền của mình, nó không trả tiền cho mình, hít một hơi thật sâu bình tĩnh mà thôi, đâu không sao, không sao cả. Đây là bài tập của mình, đây là bài tập của mình. Cuộc đời là môi giới, chuyện này chuyện bình thường nha, chuyện bình thường nha. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù tôi biết là rất là khó khăn nha. Ví dụ ông Đỗ Tấn Cương chẳng hạn, mẹ ra đường nhìn thấy con bồ nó ngồi sau một thằng khác, nó ôm eo nó rõ tình cảm, thằng kia nó thò tay ra nó xoa xoa cái đùi con người yêu mình. Mẹ bình tĩnh nhỉ, cố bình tĩnh. Mẹ ông Hoàng cũng bảo bình tĩnh, không sao cả, mình có cơ hội đi với con khác ngon hơn nó. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, nuốt nuốt cục ức vào nhé. Yeah. Ông Tuấn Cương làm được không hả? Rồi này. Ông Nguyễn Tuấn bảo mẹ làm quả đoàn kèn đám ma cứ đến chiều đến cửa kéo. Rồi đấy là một cách nhá. Rồi rồi, cái đầu tiên là bình tĩnh. Phương án thứ hai, đó, nguyên tắc thứ hai các đại ca lưu ý là không được chửi. Anh em nhớ này, rất nhiều ông môi giới sai lầm trong việc đi đòi nợ là không được, là chửi bới nha. Khi các bạn chửi bới thì mặc định rằng các bạn biến người ta thành kẻ thù của mình. Khi các bạn chửi bới, mặc định các bạn biến họ chính thức thành kẻ thù. Một câu chửi được tuôn ra thì chính thức tuyên bố chiến tranh. Anh em mình dùng không? Chính thức tuyên bố chiến tranh. Mọi cục tức đến đâu chăng nữa, hãy luôn luôn bình tĩnh và nói năng lịch sự. Anh em nhớ này, những con người họ gian dối, những con người lươn lẹo, họ rất sợ một người điềm đạm, bình tĩnh, nói năng có tình, có lý. Anh em hình dung không? Trong trường hợp đi đòi những cái quả như thế này, bạn càng bình tĩnh, bạn càng nói năng lịch sự, có tình, có lý, giữ được cái sự điềm đạm, bạn càng có cơ hội để chiến thắng trong câu chuyện này. Bạn càng dễ chửi bới, càng nóng giận thì cơ hội để đòi càng thấp. Anh em nhớ này, các bạn giữ được bình tĩnh càng nhiều thì cơ hội để đòi tiền càng cao. Anh em nhớ chưa? Nhớ chưa? Nha. Bình tĩnh. Nguyên tắc số 1 bình tĩnh. Nguyên tắc số 2 là không chửi bới, nhớ chưa? Mọi lời chửi bới nó sẽ biến bạn thành gì? Thành một cái, bạn sẽ bị mắc lỗi. Nếu bạn ít tuổi hơn người ta, bạn chửi, bạn văng tục, bạn chửi bậy người ta thì người ta có cơ sở để họ đánh bạn rồi. Có cơ sở để làm sao? Để cãi tùng tiền của bạn, không trả đấy. Mày chửi tao, mày bây giờ tao giả tiền cho mày, mày chửi tao như thế, làm sao tao trả mày được nữa. Đấy, nên là mình phải luôn luôn đúng. Anh em nhớ này, mình chửi người ta là mình sai rồi, phải luôn luôn đúng và không chửi, nhớ chưa? Và nguyên tắc số 3 là các bạn hãy trở thành người tư vấn, trở thành người
tư vấn cho cái thằng mà nó bùng tiền của mình nha. Một nguyên tắc thứ ba trong xử lý đòi nợ là hãy trở thành người tư vấn cái thằng nó bùng tiền của mình. Tức là như thế nào? Tôi biết rằng lý thuyết thì là như thế, nhưng rất khó thực hiện. Nhưng xin thưa anh chị em, chỉ cần các bạn giữ được bình tĩnh là các bạn có thể trở thành người tư vấn cho nó. Ví dụ như thế này, ông Nguyễn Tuấn, tôi bán cho ông mảnh đất, bây giờ ông bùng me của tôi, ông bảo ông hứa ông giả tôi 30 triệu. Thế ông bảo là thôi anh ơi, bây giờ thì không, em bảo rằng anh cũng chẳng có bằng chứng gì cả. Thế làm sao mà em giả anh được? Thôi em anh bằng chứng đâu? Thì sau khi tôi bình tĩnh rồi nha, thì tôi trở thành người tư vấn cho ông Nguyễn Tuấn nha. Tư vấn là như thế nào? Anh em quả này khó này, anh em tập trung lắng nghe nhá. Nhà tư vấn, chúng ta trở thành người tư vấn tức là như thế nào? Bảo Tuấn ơi, cho anh hỏi nhờ một chút, bây giờ như thế này thì anh có làm việc với cái người mua thì họ cũng xác nhận là anh là người đưa họ đến mua cái bất động sản này, thế thì như thế này cho anh hỏi một chút, thì em lúc nào em cũng mong muốn là làm sao để công mọi thứ, nhất là cuộc sống nó vui vẻ, thứ hai là mình có nhiều may mắn, mình buôn bán mình có lộc. Thế bây giờ thì rõ ràng có thể là anh không có bằng chứng, nhưng thực tế là anh là người đưa cái khách này đến mua cái đất nhà em. Đấy, thì rõ ràng là anh và em cũng đã nói chuyện với nhau, mặc dù là không có ghi âm, không có giấy tờ gì cả, nhưng em cũng đồng ý em trả phí cho cái người giới thiệu là 30 triệu rồi. Thế thì em hình dung như thế này, tại sao, hỏi luôn, thế cho anh hỏi tại sao mà rõ ràng đây là khách anh đưa đến mà em lại không muốn giả tiền cho anh? Mình cứ nhẹ nhàng mình hỏi thôi nhé. Khi các bạn tình cảm, các bạn nhẹ nhàng mình hỏi mình nhẹ nhàng, mình tình cảm với họ, mình đừng coi họ là kẻ thù, thì tôi khẳng định với anh chị em, cái thái độ, cái sự gắn, cái sự gọi là xù lông nhím của cái thằng chủ nhà, thằng chủ đất ấy, tôi khẳng định anh chị em, nó bớt đi rất rất nhiều. Nó bớt đi rất rất nhiều. Và lúc đó, nó sẽ phải tìm một cái lý do nào đó hợp tình, hợp lý để giải thích cho việc nó không giả tiền cho bạn. Bởi vì bạn tôn trọng người ta, bạn đối xử với người ta như một người tốt, thì người ta thường có xu hướng cũng sẽ cư xử như một người tốt. Mà người tốt thì phải có lý do hợp lý để mà không trả tiền cho bạn. Đó. Anh em mình dùng không? Lúc đó họ sẽ phải tìm lý do để giải thích cái việc mà họ không trả tiền cho các bạn. Hãy nhẹ nhàng, hãy bình tĩnh, hãy điềm đạm. Cái bình tĩnh, cái điềm đạm ấy đưa ra vấn đề logic, nó sẽ có một cái sức mạnh cực kỳ lớn, thậm chí nó mạnh hơn cả sức mạnh của một thằng đầu gấu đứng trước mặt người ta. Ngay như lúc đầu gấu nó đau sợ, nó cứ chửi bỏ mẹ đi, đấy mày làm gì tao, mày ăn thịt tao à, mày làm gì đây, mày làm đi. Nó đã ngang rồi anh em ạ, nó bảo thế đối đầu rồi thì nó cun luôn, nó không cần lý lẽ gì hết. Nhưng việc các bạn bình tĩnh, anh em nhớ, việc các bạn bình tĩnh, việc các bạn dùng lý lẽ và tình cảm để đặt câu hỏi một cách thông minh sẽ khiến cho cái người bùng tiền của các bạn phải nghĩ lại. Rồi tất nhiên là tùy theo tình huống nó sẽ diễn biến như thế nào để các bạn xử lý. Nhưng thêm một cái lần này nữa, các bạn phân tích cho tớ. Bạn nói, thế bây giờ anh nói thật với em nhé. Mình bán cái mảnh đất này thì cái ông thần tài, thần lộc, thần thổ địa ở đây, người ta chứng kiến hết rằng rõ ràng anh là người đưa đến.
rõ ràng anh là người đưa đến. Và nếu như em cư xử tốt với những người mang tiền đến cho em thì thần tài thần lộc ở cái đất này còn phù hộ cho em nhá. Còn nếu như em không cư xử tốt với cái người mà đưa khách đến cho em, không cư xử tốt với cái người giúp em kiếm được tiền, thì cái thần tài thần lộc này nhá, họ sẽ lấy hết tất cả những cái lộc của em về sau về này. Họ gì, cái mà em phải trả cho cái người môi giới chỉ khoảng 30 triệu thôi, nhưng nếu em không giả cho người ta 30 triệu đấy thì cái vị thần tài thần lộc ấy còn lấy của em gấp chục gấp trăm lần. Em có đi lễ nhé, em có đi lễ bao nhiêu chùa hàng tháng vào ngày rằm ngày mùng 1, em thắp hương, em cầu khấn, em thành tâm, em lễ Phật, nhưng thần thánh vẫn chứng kiến tất cả những cái điều em làm hàng ngày. Và lúc đấy em có bao nhiêu tiền em sửa, bao nhiêu tiền em chỉ làm sai cái điều liên quan đến đất cát này, nó thiêng lắm em ạ. Thực ra tôi chia sẻ với anh chị em là các bạn cần phải có tí gọi là dọa ma vào đây nhá, dùng quả bùa chú ma quỷ thần thánh vào dọa người ta. Mình cứ chia sẻ thôi đấy, em cứ tính mà xem. Anh cũng nói thật với em chứ, bây giờ mình cái tiền đấy, em đầu óc em thư thái, em đi kinh doanh em kiếm hàng trăm hàng tỷ nữa cơ. Chứ anh chia sẻ thật với em, trời biết đất biết, em cũng biết rằng chỉ cần em cắt cầu, em không trả tiền cho cái người đưa đường dẫn lối, đưa lộc đến cho em, là tự em cắt cái lộc của em đấy. Em hình dung không? Em sẽ không bao giờ em đi buôn đi bán mà em thanh thản được. Và cái ông thần tài, ông thần lộc, ông thổ địa chứng kiến cái hành vi này của em trong ngày hôm nay, họ có ghi mãi mãi luôn trong đời luôn, không bao giờ họ quên được. Và anh khẳng định, chỉ cần em làm đúng với cái lương tâm của mình thôi, đúng theo những cái điều gì em làm, thì trời Phật còn thần tài thần lộc ông thổ địa còn phù hộ em gấp trăm gấp nghìn lần những cái điểm, những cái chi phí mà em bỏ ra. Tại sao mà những người họ làm đất họ giàu như thế? Vì họ luôn luôn gì tôn trọng những cái lời họ hứa, họ luôn luôn gì trả hậu hĩnh cho những cái người mà giúp họ kiếm được tiền. Đáng ra anh, cái người mà đưa khách đến cho em ấy, giúp em kiếm được tiền, giúp em có tiền, em phải trả thưởng cho người ta, phải tặng thêm tiền cho người ta. Đằng này em cắt của người ta thì khác, thì mình cắt lộc của mình, cắt đi tương lai của mình, biến mình thành một cái người tư vấn. Và trong cái món này nhá, dùng thêm tí tâm linh vào đấy, vừa logic vừa tâm linh, cứ nói thật chân thành với họ thôi. Hãy coi họ như là thằng em mình ý, coi họ như là ông anh ruột của mình ý. Anh sao lại làm như thế anh, mẹ đời mình còn dài, mình còn đi phải mua đất mua cát, mình còn làm bao nhiêu việc, mình còn mong muốn kiếm hàng tỷ đồng. Thế bây giờ người có người mang điện tiền đến cho mình lại cắt cái cầu đấy đi, hóa ra mình cắt đi duyên của mình, cắt lộc của mình. Thế thì mình đi lễ chùa làm cái gì, mình đi cầu Phật cầu thần cầu thánh làm cái gì, mình thắp hương hàng ngày làm cái gì? Thần Phật chứng kiến hết những hành động đấy mà, anh thử nghĩ mà xem, đúng không? Thế bây giờ khách rõ ràng là em là người đưa, em là người đưa khách đến, rõ ràng đây thần tài thần lộc biết đây, khách họ cũng xác nhận điều đấy đây. Có thể anh không đồng ý, anh không nhìn thấy, nhưng mà sự thực nó là như vậy. Thì cái chi phí đó anh cũng tính toán trong đầu rồi, anh cân nhắc đi. Một là anh cắt đi cái lộc của anh, còn về sau nữa, em thì em trả dấu cho anh là cái tiền này thì nó là cái tiền mồ hôi công sức của em đấy. Tất nhiên là nếu như về pháp lý nhá, em không có bằng chứng, nhưng mà em có thần tài thần lộc, có ông thổ địa ở đây chứng giám rồi đấy. Ông ấy mà lấy của em cái này, anh lấy của em cái này thì sớm muộn gì thì ông cũng lấy của anh những cái chỗ khác, ông bù lại cho em. Nói chung cũng dọa mẹ các anh em cũng mang thần quỷ mà dọa nhá. Mấy cái thằng lật lọng, mấy cái thằng lươn lẹo nó lại rất hay sợ ma sợ quỷ. Các đại ca hình dung không nhá, hãy coi nó là người thân của mình, đừng coi nó kẻ thù. Một nguyên tắc này này, đừng coi là người kẻ thù nhá, coi là người thân, nhớ chưa? Tất nhiên là các khi chúng ta vào vấn chủ đề ấy, có nhiều cách nói nhá, nhiều cách nói, nhưng mà coi họ là người thân, tư vấn cho họ đừng làm thế mẹ, mất lộc đấy, chết đấy nhá. Mẹ ông thần thần thổ địa ông ấy vật chết đấy nhá. Ông nào khôn hơn ông nào, các ông chuẩn bị cho tôi câu chuyện như này này. Em trả dấu gì anh nhá. Các bố cao thủ chuẩn bị tới câu chuyện này. Em trả dấu gì anh đấy. Một cái thằng ở cùng công ty em đấy,
đấy, cách đây đúng một tháng cũng một ông ấy rõ ràng là em ký giấy tờ đàng hoàng rồi nhưng mà ông vẫn cãi, ông không giả, ông vẫn cãi không giả. Thế thì tuần vừa rồi đấy, đi xe máy bị ô tô đâm đấy, mà đừng nói ông ấy đâm nhá, đấy tuần trước này, tuần trước này đấy, có mỗi thằng con trai thôi đi ra đường ô tô đâm chết vừa chôn được tuần nay xong ngoẹ về. Ví dụ thằng này nó có con nhá, lấy luôn một cái ví dụ các bịa ra nhá. Đấy cũng một ông đấy, tuần trước của em ký giấy tờ rõ ràng rồi nhá, không giả nhá, cũng đang chưa giải quyết xong nhá. Thì đấy em cũng không biết là phải do thần Phật trừng phạt không, tuần vừa rồi có duy nhất một thằng con trai đi ra đường ô tô đâm chết đấy, vừa chôn được 7 ngày hôm nay xong, em cũng chả biết là lý do là cái gì, nhưng em nghĩ là nó cái gì nó cũng có quả báo. Nếu mà cái thành phần này có con, mang con ra mà dọa, nếu thành phần nó không có con nhá, mang chính cái bố đấy mà dọa. Đấy ông hôm trước đấy bên công ty em đấy cũng ký hợp đồng rõ ràng luôn mà ông vẫn cãi trắng, ông không giả, ông bảo khách của tự gọi được cho ông ấy chả biết thế nào, nhưng mà đấy cầm được hơn 5 tỷ chưa kịp tiêu. Tuần vừa rồi vừa bị ô tô đâm, bọn em cũng đang đòi, cũng coi như mất tiền, nhưng mà ông ấy đấy em chả biết là do đen hay là do trời Phật nó phạt, nhưng đấy cầm 5 tỷ có được tiêu đâu. Bây giờ vợ con nó tiêu rồi, bây giờ lại cho họ hàng anh em nó tiêu nhá, mẹ phải mang ba câu chuyện chết chóc tai nạn, mẹ cứ ví dụ tai nạn nhá, chiều đấy cực kỳ hiệu quả. Các đại ca hình dung không nhá, anh em comment vào nhá, comment vào mang câu chuyện nhá, ví dụ bịa ra nhá, là mẹ may mà không giả tiền nhá, ta không biết như thế nào nhưng khả năng là mẹ ra đường có thằng cũng như thế nhá, con vừa bị đâm chết. Ông Phong Quốc nha, mẹ ông chuẩn bị, nhưng mà anh em thì anh mới nhớ là ba cái vụ kể chuyện này các đại ca phải kể nhiều bao nhá, quen mồm đi nhá, quen mồm đi, kể làm sao nó rùng rợn, nó lâm ly bi đát. Ví dụ như này chuyện nhá, đấy đây đấy, cái nhà cái ông ở Kim Mã đấy, ở trong ngõ 290 Kim Mã đấy, cách đây đúng một tháng nhá, đấy bọn em bán cho ông một cái nhà ký giấy tờ đàng hoàng rồi mà hai vợ chồng cứ nhất quyết là cãi là khách này không phải của công ty em đưa vào, khách tự làm việc mà rõ ràng là bọn em đã đưa khách đấy vào đấy. Thế là hôm đấy bọn em không giấy tờ, không ký tá với khách nên là không chứng minh được đấy, khách vào làm việc xong hai ông bà nhất định không giả tiền, thì bọn em cũng vẫn đang làm việc đang đòi, nhưng mà không hiểu là do trời Phật hay là do thần tài thần lộc xử lý như thế nào. Nhưng mà đúng với tuần vừa rồi đấy, nhà ông có thằng con trai năm nay học lớp 12 chuẩn bị thi đại học, tuần vừa rồi đi đường đi chơi với bạn thế là bị ô tô đâm chết, có đúng mỗi thằng con trai thôi. Thế hai ông bà bây giờ thẫn thờ chán, bọn em cũng chán cả buồn đòi đấy, không biết là do ăn ở hay là do như thế nào, em nghĩ là chắc là do quả báo thôi. Anh cũng cân nhắc anh có mấy thằng con trai, anh cũng một thằng, anh cân nhắc nhá. Ai biết được nhớ sang tuần nó lại ô tô đâm thì làm nào nhé. Yeah, anh em nhé, yeah, anh em nhớ nhá, mẹ phải dùng dọa nhá, dọa thôi được chưa, mẹ kể hay vào phải lâm ly và rung rợn mà mẹ rung như cầy sấy mẹ nhá. Trường hợp ba nguyên tắc, một là giữ bình tĩnh nhá, thứ hai là không được chửi được nhá, thứ ba là coi cái thằng đó là anh em mình, chú mình, dì mình, bác mình, cậu mình nhá, coi nó là người thân của mình, tư vấn cho nó nhá, được chưa, tư vấn cho nó, trở thành người tư vấn của nó, phương án nào là đúng phương án nào sai nhá. Mày mà mẹ mà không làm theo lời của ông tư vấn là khoảng năng mà mẹ con bồ của mày thằng khác nó chém mất đấy nhá, đấy dọa thế nhá, được chưa anh em, chỉ còn chửi nhau phan thua nhá. Các báo cáo với lại ca, mẹ nó đã xác định cùn rồi nhá, nó đã xác định là cãi nhau nó tinh thần nó để chiến đấu rồi mà anh em nhá, khi nó bùng một cái đại ca nó sẵn sàng chuẩn bị rồi nhá, tinh thần là sẵn sàng chửi bới tức bừng rồi, nó sợ mà, nó có sợ đại ca đâu, các đại ca càng chửi nó mẹ nó càng, khi nó lại càng đúng vào thế của nó, nhớ chưa, comment không chửi, bình tĩnh không chửi nhá, coi nó là người thân của mình mà tư vấn cho nó nhá, kiểu gì thì kiểu nhá, kiểu gì thì kiểu, lúc đó họ không coi bạn là kẻ thù nữa, anh em nhớ chưa, họ không coi bạn là đối thủ nữa nhá. Mẹ nói thật anh em mà các bạn cứ bình tĩnh như vậy, bạn không đòi đủ 100 triệu thì bạn cũng phải đòi được một nửa, anh em hiểu không nhá, không đòi đủ cũng phải đòi được một nửa, yên tâm là như vậy đi mà vẫn vui mà nhá.
Mẹ nói đất anh em mà kệ con, nó không giả nhá, về vẫn thấy phê, vẫn thấy thoải mái hơn là chửi nhau. Mẹ tôi nói thật anh em nhá, kệ con nó không giả tiền, những anh em mà chửi nhau một phát mà lúc đấy chửi nhau chưa chắc đòi đâu nhá, về mình ăn cũng ức, mình tức xong mình đi ra đường khi vừa đi đường vừa chửi nó, mình đâm phi mẹ mồ mô tô mình chết trước nha. Anh em hình dung không nha, bình tĩnh. Có khi về cáu mẹ, con mình nó đang có cái việc gì nó nghịch, nó không không thông minh quá, chỉ vì cáu thằng đấy lại chửi mình, đánh con mình, có khi lại giận với vợ mình chẳng hạn. Mẹ vợ mình có khi nó đang có thằng nó đang nhắm nghe nhân cái vụ thằng chồng về chửi bới vô cớ, nó lại sa ngã vòng tay vào thằng khác thì thôi hỏng việc nghe, nên tự nhiên là mình mất đủ thứ không đấy. Nên các đại ca nhớ chưa nha. Rồi ok nha, ba nguyên tắc như vậy nha. Tiếp theo này, bây giờ tiếp theo từ từ, bây giờ phương pháp xử lý nha. Thứ nhất này, các đại ca lưu ý này, phương pháp số 1 là dùng lý lẽ và tình cảm nha, dùng lý lẽ và tình cảm. Phương pháp 4 nguyên pháp xử lý khi chúng ta bị bớt phí thì phương án 1 là dùng lý lẽ và tình cảm nha. Ok, thì như vừa rồi tôi chia sẻ, phương án 2 mẹ tình cảm rồi nó không nghe đúng không, lý nó thằng loại trí phèo nó cụt mẹ, nó không cần tình cảm, không cần lý trí gì cả, thì báo cáo với các đại ca mẹ là phải dùng gì, dùng lực lượng hỗ trợ. Đấy, phải lực lượng hỗ trợ. Người ta bảo, các cụ bảo rồi, nhà nước mà làm sao vận vận dân, vận dân không nghe thì bắt đầu mình sang cưỡng chế, thì mình phải cưỡng chế thôi, nhờ, nếu các bạn cứng được thì bạn cứng luôn nha, còn không cứng được thì nhờ thằng cứng nó cứng hộ cho nhá. Nhưng phương án này tôi không thích lắm đâu, nhưng mà gặp những thỏa chí phèo thì vẫn phải tìm được thằng cứng cứng. Thế nên là trong nghề môi giới của anh em mình là phải có nhiều mối quan hệ nhá, chơi với những cái đại ca mà nó cứng một tí, nhìn nó không, nó có vẻ nó nhiều người phải sợ sợ một tí, nhưng mà đòi bằng 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 lý lẽ thôi, chứ đừng nói bằng tay chân, nó hơi mệt nhá. Đừng không đòi nên đòi bằng tay chân nhá, nhất thì thôi bỏ qua, chứ không nên đánh đấm nhau, anh em nhớ là như vậy. Nhờ những người họ có kinh nghiệm hơn, có bản lĩnh hơn để đòi nhá. Ví dụ như là ông Nguyễn Huỳnh Thái Ngân chẳng hạn, bà Nguyễn Huỳnh Thái Ngân chẳng hạn, bà không nói được như thế thì thuê ông Hoàng, mà anh Hoàng ơi anh nói hay quá, anh nói cho em cái nhé, được thì em lấy được 100 triệu thì em biếu anh 90 triệu, em lấy 10 triệu thôi, kiểu như thế nhá. Mình không nói được thì phải nhờ thằng khác đi nói hộ cho, nhớ chưa nhá. Rồi phương án 3, phương án 3 là gì, là gây áp lực vào người mua, gây áp lực người mua, bảo mua với anh ấy tình hình là nhà anh như thế là đang tranh chấp ấy, vậy anh tốt nhất là các ông nhớ này cho tôi này, trong quá trình đi mua bán các ông phải bảo mua giữ lại tiền nhá. Trường hợp mà nếu như mà chủ nhà mà có dấu hiệu lươn lẹo thì các ông phải làm việc với người mua trước đi nhá, có dấu hiệu lươn lẹo các ông bảo anh đừng giao hết tiền cho nó nhá, anh đừng giao hết tiền cho nó, anh giữ lại cho em mấy trăm, phải lươn cơ lắm, một khi giấy tờ nó có vấn đề đấy, anh giữ lại cho em mấy trăm nhá. Thế nên trong trường hợp đấy thì mình sang đòi người mua, ở đây anh ấy thì tình hình là bây giờ thì bên kia giả ăn phí thì này thì gây áp lực người mua, thì người mua sẽ cùng áp lực với mình nhá, người mua sẽ cùng áp lực với mình để mà khiến cho cái thằng bán nó phải giá, anh em nhớ như vậy. Trường hợp này thì các bạn phải linh hoạt nhá, xử lý từ trước thôi, chứ còn bây giờ mà nó giao dịch xong hết rồi, nó cầm hết tiền rồi thì người mua chịu nhá, người mua chả làm gì được nhá. Rồi tất nhiên là chúng tôi có những trường hợp như này, công ty tôi có những trường hợp là nhờ người mua điện nói chuyện với thằng bạn, thì tất khi nói hai nào nó quý nhau thì thằng bán nó lại giảm tiền cho mình, anh em ạ. Đấy, có mấy trường hợp là như vậy, là người mua điện thoại cho thằng bán, vì người ta phải hứa với thằng bán là hỗ trợ hay tư vấn về thủ tục giấy tờ gì đấy, thì người mua họ nói chuyện tác động vào thì các bạn vẫn được lấy được tiền nhá, vẫn được, có thể không được đủ nhưng mà các bạn vẫn có cơ hội lấy thêm tiền nhờ người mua tác động nhá. Rồi phương án tiếp theo, phương án thứ tư, báo cáo với đại ca là, nếu mà dùng hết tình cảm, hết lý lẽ rồi, nhờ người xử lý rồi, người mua tác động vào rồi, mẹ nó vẫn cùn, hoặc là mẹ nó trốn mẹ mất, không tìm được, thôi nhá. Lúc đấy thì phải cân nhắc giữa được và mất. Bây giờ cứ bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian đi theo đuổi nó, mệt đầu, thế thì cùng cái công sức, cùng cái thời gian đó chưa chắc đã được đúng không?
thôi thì thay vì mình cũng phải cân nhắc thì coi như là cái phần đen trong cuộc đời của mình, coi như là mình rủi ro trong cuộc đời của mình, gặp quả những quả mắm thôi, thôi mất, dành thời gian công sức tập trung cái quả khác. Có khi cái thời gian công sức mình đi đòi nó căng thẳng mệt mỏi, mình lại bán được căn khác được nhiều tiền hơn, đúng không? Nên là lúc đấy cái phương án cuối cùng là các bạn đôi khi phải cân nhắc đến cái việc là buông bỏ, buông bỏ. Ví dụ ông Tuân BDS chẳng hạn, mẹ ông, vợ ông chẳng may, ví dụ thôi nha, nó lại đi theo thằng dai, nó trẻ, nó ngon, nó khỏe hơn ông. À, ông không thể thi đấu lại thằng kia, mẹ thằng kia nó yêu chiều vợ ông ngọt như mía lùi. À, mẹ Tuân nó chém 7 phát, ông có khi tháng cũng chỉ chém được 1 phát thôi. À, ông làm sao mà ông đấu lại nó được nha, ví dụ thế thôi. Có khi là phải buông nhỉ, kiếm người nào họ trung tình với mình, nó chỉ cần chém một tháng một phát thôi nha. À, nhiều khi phải buông, phải cân nhắc được hay không được, ví dụ thế. Lại ca Tuân nha. Ừ, nhà cái phương án thứ tư. À, rồi đấy là bị cắt phí nhá, cắt phí nhá. Rồi, xong là còn cái trò bớt phí này nhỉ, bớt phí. Rồi hôm nay đến đây nhỉ, hôm sau chúng ta sang phần là xử lý cái bị bớt nhá. Đây nó cắt thẳng, nó không giả cơ, thì chúng ta sử dụng những cái phương pháp như vừa rồi. Còn buổi sau tôi sẽ chia sẻ xem về nếu như chúng ta bị bớt phí thì xử lý như thế nào anh em nhá. 4 phương pháp xử lý khi bị bớt phí, thì hẹn các đại ca vào buổi hôm sau. Rồi, cảm ơn các đại ca đã nhiệt tình tham dự. Cũng chia sẻ luôn là sắp tới thì tớ cũng có xây dựng một cái công ty bất động sản mới tại Hà Nội. Nếu như anh chị em nào có mong muốn cùng kết hợp với tớ làm môi giới tại Hà Nội thì anh chị em comment vào số điện thoại nha, comment vào số điện thoại này, comment vào số điện thoại. Comment vào số điện thoại này 0944664448. Nhắn tin Zalo nha, cộng với số điện thoại. Nội dung là muốn cùng làm môi giới với Hoàng Realtor nha. Ok rồi. Còn nếu anh em nào muốn cùng tớ mở văn phòng, mở công ty bất động sản tại cái nơi địa phương, tại tỉnh thành, tại quận huyện chúng ta, thì các bạn cũng nhắn tin vào Zalo cái số này nha. Nhắn tin số điện thoại các bạn, và những nội dung sẽ ghi là cùng là muốn mở văn phòng, đúng không? Muốn mở văn phòng BDS cùng Hoàng Realtor. Đấy nha. Đấy các bạn, hai nội dung. Anh em muốn mở văn phòng thì chúng ta cùng mở văn phòng. Chúng ta muốn mở làm môi giới thì chúng ta nhắn tin muốn làm môi giới. Rồi, xin chào Bích Thủy, xin chào anh em nhá. Rồi Nguyễn Xuân Nhất thì chưa có thời gian gọi. Nguyễn Xuân Nhất thì để mai tới gọi cho bạn Nhất nhá. Rồi cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị em vào buổi live stream sau. Và nếu như lịch không có gì thay đổi thì tối thứ ba mình sẽ live stream, chúng ta gặp nhau nhá. Tối thứ ba chúng ta gặp nhau buổi live stream. Rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Anh chị em thấy rằng những cái điều mà tớ chia sẻ trong cái vụ mà tránh cắt phí thì có dùng được không nhỉ? Cách đấy có dùng được không? Anh em góp ý cái nhỉ? Nếu mà dùng ngon thì các bạn comment số 1. Mà bảo không, vẽ cách của ông chả dùng được, cách ông chỉ để chém gió cho vui thì comment số 0 để tớ giúp kinh nghiệm nhỉ? Anh em có cách nào hay hơn thì comment nhỉ? Rồi, ok, cảm ơn anh em. Rồi, cảm chào cái Phương Đông. Cố gắng bố trí sớm xuống Dạng Sơn nhá, Đông nhá. Chuẩn bị rượu ngon gái đẹp để đón nhá, đại ca Phương Đông nhé. Rồi, xin chào anh em. Rồi, cảm ơn anh chị em. Rồi, xin chào, chúc anh chị em ngủ ngon.